Ngôi sao U19 Việt Nam được báo Indonesia khen ngợi. Trước loạt trận cuối cùng giải U19 Đông Nam Á 2022, cuộc đua giành ngôi vua phá lưới diễn ra khá quyết liệt khi có tới 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn thắng. Tiền đạo Quốc Việt của U19 Việt Nam cũng góp mặt trong cuộc đua này. Tuy nhiên, ở trận tranh hạng 3 với U19 Thái Lan, chân sút người Hải Phòng lại không được xếp đá chính. Mãi tới hiệp 2, khi U19 Việt Nam bị dẫn trước và cần tìm bàn gỡ, Quốc Việt mới được tung vào sân. Và chỉ mất chưa đến 10 phút, anh đã tỏa sáng. Với một pha thoát xuống ở tốc độ rất cao và lốp bóng tinh tế, Quốc Việt đánh bại thủ môn U19 Thái Lan để đưa trận đấu tới loạt đá luân lưu, nơi U19 Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc. Nhờ pha lập công này, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood đã giành ngôi vua phá lưới, khi các đối thủ của anh đều không thể nâng cao thêm thành tích. Nhận xét về Quốc Việt, tờ Bola dành lời khen ngợi, tiền đạo U19 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt là vua phá lưới của giải U19 Đông Nam Á. Anh có tổng cộng 5 bàn thắng. Suốt cả giải đấu, Quốc Việt đã thể hiện phong độ làm bàn đầy ấn tượng. Anh lập cú đúp trước U19 Philippines, hai lần phá lưới U19 Myanmar và cuối cùng là một bàn trong trận tranh hạng 3 với U19 Thái Lan. Quốc Việt được đánh giá là nhân tố quan trọng cho hàng công U19 Việt Nam ở những giải đấu trước mắt như Cúp Tứ Hùng trên sân nhà hay vòng loại U19 châu Á. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!